Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Dạ bữa hôm nay anh em mới về để một con đài cassette với mã model là Marantz 6810 dạ. Marantz là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng trong giới audio dạ. Máy được thiết kế rất là chắc chắn nhạc dạ. Đèn hoạt phai nhôm hết luôn dạ. Thân là phai nhôm hết luôn dạ. Núm nút là phai nhôm hết. Cái phần nắp cửa băng cũng được phai nhôm hết luôn dạ. Ngoại hình thì máy còn khá đẹp nhỉ, đặc biệt là hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng như là băng radio và cách lại radio của máy thì là full 1/8 nhỉ, bắt được tất cả các đài của Việt Nam nhỉ. Các chế độ chọn của máy như là AM, FM, Tap, Phono và AUX, chúng ta hát chế độ nào thì chúng ta để ở chế đó. Về cái cần chỉnh mono và chế T, các cái cần là nhìn rất là chắc chắn nhỉ. Đặc biệt là dòng Marantz 6810 thì chỉnh được 3 dải bass, mid, chép đó, 3 dải luôn nhỉ. Đây là ba lăng cân bằng loa trái và loa phải, đây là nút volume tổng của máy ở đây. Nhìn phần cửa băng cassette này, phần phay nhôm nhìn rất là đẹp nhỉ. Các cái phim cơ nữa còn khá đẹp nhỉ. Đặc biệt là sử dụng hai đồng hồ vuông, nhìn đánh rất là hay. Và đây nút nguồn của máy luôn nhỉ. Nằm phía trước rất thuận tiện. Đây mặt bên hông của máy. Cái phần mạ xi này, của phần quay sắt cũng rất đẹp. Thì vâng, ở đây là phía sau của máy, đây phần anten cũng là anten zin theo máy luôn dạ, và cái jack sang jack loa có lại jack zin rất là đẹp, và có cổng AUX nè, AUX phono cổng AUX luôn. Đây là tem cũng như thông số của máy make in Japan đây nè, Marantz 6810. Và nội địa Nhật, máy nội địa Nhật về sử dụng nguồn điện AC là 100V nhỉ, và DC là 9V. Dạ vâng, em sẽ đi vào phần mà test chức năng của máy. Quý vị nếu có nhu cầu sở hữu liên lạc em qua số điện thoại 0938 303 454 Đạt Gò Vấp. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên audio Đạt Gò Vấp sớm nhất có thể nha. Đây em mở nguồn máy lên đây nha. Đây nguồn rút nguồn của máy. Em chọn chế độ tác. Cái phay nhôm này nhìn rất là đẹp. Em test với đoạn nhạc của nam ca sĩ Duy Khánh. Và em bấm play đây. Yeah.
nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ trên tiền trên đường cho ra rời một. Dạ vâng, phần phát thì rất tốt, tôi thấy tôi lui rồi, chạy rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng nha. Em bấm play tiếp tục. Dạ vâng, cái phần mà băng cassette hát tốt rồi dạ. Anh test cái phần radio của máy, em chạy nhé. Cũng cho những loại cây lấy quả như dưa leo, thủ qua, cà chua. Nhân điều chỉnh giá, phụ lục 06 quy định doanh nghiệp phải phân tích nguyên nhân nếu do biến động của các yếu tố hình thành giá, tác động làm tăng hoặc giảm. Còn đây thì phù hợp chặt chẽ với cái mặt chùa đà nhìn rất là đẹp nhỉ. Tổ chức các nội dung, cách tổ chức của chúng tôi đánh giá. Quý vị và các bạn thì chúng tôi hy vọng là với sự tư vấn vừa rồi của khách mời. Bắt sóng rất là tốt rồi. 2002 của Công ước Quốc tế về An toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời gian của chương trình VOH kết nối kỳ này cũng đã kết thúc. Để liên hệ với chương trình, quý vị hãy gọi đến số điện thoại là 028-38-291-357 và số 0948-717571 hoặc gửi email đến địa chỉ là bạn nghe đài voh@gmail.com hoặc là phản ánh phản hồi voh@gmail.com. Nếu như viết thư tay thì quý vị gửi đến địa chỉ là số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài bí thư vui lòng ghi rõ là gửi đến chương trình VOH kết nối, phòng công tác xã hội và bạn nghe đài. Chúng tôi rất mong đón nhận thông tin từ quý vị và sẽ nhanh chóng phản hồi qua làn sóng của đài. Xin thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Quý vị cần thông tin với chúng tôi. Dạ vâng, máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng rồi dạ. Quý vị có nhu cầu sở hữu liên lạc với em qua số điện thoại 0938 303 454 đặt Gò Vấp. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.